quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Năm nay thì được bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi à? Đã lấy chồng chưa? Chưa đâu à? Đã lấy vợ lấy chồng chưa cô bác? Thì phải nói là các bạn ở trên này lấy vợ lấy chồng rất là sớm ấy. Thì cháu Lực mới hỏi cái điều này này. Đấy, xử thì ông nọ được bác An Phạm là gửi cái mú này ra này cô bác này. Bây giờ đội đi đập lúa này thì có vẻ rất là tốt. Lúa thì đập như nào? Đó, bây giờ cứ thế mà đập xuống rồi cô bác này. Đập bao giờ mà nó lại rụng hết cái hạt thóc này đi. Có 7 cân thì có cái con trống ấy thì gần 4 cân rồi. Con mái kia thì hơn 3 cân, hơn 3 cân một chút đấy. Cháu Lực xin chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có được sự đồng ý của bà An Phạm là có mua cho ba ông cháu một số thực phẩm cho các bác. Và hôm nay thì cháu lên thì cháu cũng có mua là gà này thì 7 cân, mua một chút là mắm muối, mì chính, xà phòng nữa, với lại cá nữa. Thì một tí nữa cháu Lực đi xuống nhà của em Sử rồi cháu Lực sẽ ghi hình lên cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết là tổng cái số tiền hôm nay cháu Lực đã mua hết vào bao nhiêu. Và có 2 ngày qua thì cháu Lực không có ra được video cô bác. Thì như một số cô bác thì cũng có biết là cháu Lực đã bị ốm rồi. Và qua cái thước phim này thì cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các ông, các bà, các cô chú, các anh chị và tất cả các khán giả trên kênh Bản Em đã gửi những cái lời động viên và cái lời chúc sức khỏe cho cháu Lực. Cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều ạ. Thì còn bây giờ thì chắc là xin mời tất cả các ông bà, anh chị là cùng theo chân cháu Lực đi xuống nhà của ba ông cháu thôi. Còn bạn cameraman thì hộ sách cái này được không? Cầm cái này được không? Đấy, thế để mình cầm đây. Cầm cái đồ nặng hơn thì sẽ cầm. Đấy. Cá với lại gà nữa. Thôi. Cầm bó kẹo nhá. Đấy, có vẻ như đường này là em Sử với lại chú lại vừa sửa lại nào cô bác này. Thời tiết mấy hôm nay thì nắng rất là đẹp luôn rồi cô bác này. Bây giờ thì ngày mai ngày kia thì cháu Lực sẽ gọi vật liệu là để vào đấy cô bác ạ. Có lẽ là chờ bà con để mà đào cái đoạn đường kia thì rất là lâu nữa bà con mới đào được. Thì cháu Lực sẽ tính là cái phương án khác thôi. Đấy, để tránh là sau này lại mưa. Hình như cái chỗ này là bị gió nước hay sao. Đi qua lúc nào cũng có nước này. Anh à, nghỉ ngơi một chút thôi cô bác ạ. Nóng quá rồi. Gà thì đi xe xa chắc lại bị say xe đâu cô bác. À, cái chỗ hôm nay thì hôm nọ là cháu Lực cũng bảo ba ông cháu là đào thêm một chút ra rồi. Đấy, bây giờ thì rất là thỏi rồi cô bác này. Bây giờ chân rửa tay một chút. Cái nước này rất là mát này cô bác này. Trời nắng như này hôm nay có khi là chắc là ba ông cháu lại đi lấy công ai ấy cô bác. Còn làm vật liệu thì chắc là đến ngày mai thì cháu Lực sẽ bảo em Sử cùng với ba ông cháu là sẽ đào cái chỗ này này cô bác này. Đấy, đào cái chỗ này thêm một chút. Nhưng mà cái thước phim hôm nọ cháu Lực ghi hình ấy cô bác thì cháu Lực cũng đã nói với cô bác rằng rồi là sẽ đào chỗ này ra để làm chỗ để vật liệu, nhưng mà do em Sử cũng đi hộ người ta nữa cô bác.
Thế còn bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ đi xuống nhà của em Sử luôn thôi cô bác ạ. Gà này thì như kiểu say xe một chút rồi. Mang về phải đi thả ngay luôn thôi cô bác. Cái nền nhà thì rất là rộng rãi cô bác. Đâu đó tầm cái chiều ngang thì hôm nọ cháu Lực cũng đã đo rồi cô bác ạ, là được hơn 15 mét. Còn là cái chiều rộng này thì là được hơn 10 mét rồi. Đấy, cái chỗ đường này thì chú cũng đã sửa sửa rồi cô bác ạ, để lấy chắc là để chở thóc vào trong nhà hay sao, để chở thóc vào nhà hay sao. Hải ơi, Hải ơi, Sứ ơi, để đây một chút thôi cô bác, à mỏi tay quá rồi. Cháu Lực nhìn thấy xa xa thì thấy ông là đang phơi thóc ở cái chỗ mà ông, cái chỗ mà mấy anh em hay ngồi ấy cô bác. Đấy, mùa này thì ông sẽ để lấy thóc về xong là phơi ở đấy luôn. Hải đã xử cái nào này gì? Hải đã xử cái nào này? Hải tóc xử á? Xử nế? Ờ, ông ấy vừa bảo cháu Lực rằng là em Hải thì đã đi học rồi, còn em Sử thì đang đi hộ người ta gặt lúa này. Này dê phát rơi này dê. Phát rơi tớ á? Bắn phát á này? Bắn phát á? Ờ. Thế ông thì rất là chăm chỉ này cô bác này. Ở nhà thì mặc dù trời rất là nóng rồi nhưng mà ông vẫn miệt mài ra đây để phơi thóc. Cái chỗ thóc này là hôm nọ là ba ông cháu gặt ở dưới kia này cô bác này, ở dưới cái phần là lán trâu dưới kia. Cái gà này chắc là cháu Lực là lấy thả luôn cô bác này, tí sợ là trong túi quá nó bị say xe. Dê à, có thứ cháy vào thùng túi được không? Cháy à? Bác khai dầu ạ. Rồi đi bị say xe rồi cô bác. Gà này thì cháu Lực mua rất là to luôn cô bác này. Có 7 cân thì có cái con trống ấy thì gần 4 cân rồi. Con mái ấy thì hơn 3 cân, hay hơn 3 cân một chút đấy. Cháy này vẫn khai dầu à? Ờ, nó vẫn phát khẩu và khai nữa. Đấy. Cái gà này thì ba con Phạm dặn cháu Lực là mua lên để cho ba con cháu lúc nào mà làm công việc gì đấy thì có thể là thịt gà này ăn này. Bên dưới nói gì? Đấy, còn đồ này thì cá với lại một chút thực phẩm này. Đấy, vào trong nhà thì rất là tối luôn cô bác ạ, nếu mà không có đèn, không có bật đèn lên. Rồi thì cháu Lực để vào đây đã. Xem cái bóng đèn năng lượng mặt trời của ba ông cháu xem là như thế nào rồi. Hôm nọ thì cũng được bà Vương Kim Thanh là nhờ cháu Lực mua đèn là năng lượng mặt trời lên cho các em. Vậy không biết là điều khiển các em mang để đâu rồi. Đây. Ui. Rất là sáng không bác nhá. Đấy, rất là sáng luôn, sáng cả một cái ngôi nhà luôn cô bác ạ. Dê văn này bổ bê tơ nữa. Đằng này
Ờ, tu sư bày ra, lấy dê ở bày ra nè. Bà đang khá sử tố má thì nương mà thằng dân à bà nè. Sử thì đang đi hộ người ta gặt lúa của bác, hộ nhà chú gặt lúa. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng có mua cho ba ông cháu thêm một chút thực phẩm để cho ba ông cháu hàng ngày là ăn nữa. Làng khâu sau dây sóc bàn hòn bà? Tạ hà đồ chắc sơ. Thế cả hòn luôn đấy? Ừ. Để ông bác cù bù cù à? Cù chắc của ta lấy dây như con xe bụi như xe. Một con cù á? Một con xe á? Khẩn lô bài lên nhưng tiệm sợ ăn hứa bên lạc bây giờ vật liệu nó ở đây bà mấy bài lên của nhau thủ bán thuê với một khâu chứ ôi sửa thì cũng vẻ hôm nay đâu về ấy đi gần lúa à đi hộ ai gạt đấy hộ chú à ồ hãy sửa đeo cái này vào xong rồi nói chào các ông bà nhá đeo cái này vào cổ đi nhà chú gạt hết chưa 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 đâu à vâng vừa về để làm gì ấy chở lúa về à vâng nhưng mà lấy xe của chú chở đấy chứ vâng cháu sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị thế bây giờ lại đi luôn à vâng à ô thế thì ra đây thế thì anh nói qua về cái phần quà này đó vâng ôi, cái này thì cái cá này thì em mang cái gì về để phơi đi sửa ấy vâng à, em mang cái gì về để mình phơi đi. Hôm nay nhà chú thì có bao nhiêu người hộ có tầng là 6 người thôi ạ. 6 người à? Vâng. Vừa anh vừa thì mua thêm hai con gà đấy nhá. Vâng. Không nên thả đi cái kìa. Vâng. Đấy em bóc ra để phơi đi. Bóc ra để phơi về đây đi. Ủa, sẽ có cả chân bạch tuộc ở đây này. Chỉ có biết con bạch tuộc không? Không biết ạ. Không biết à? Vậy em lấy ra đây để phơi đi. Hôm nay thì anh mua cho cả một thùng luôn nhá. Vâng. Hai thùng này thì mua cả một thùng thì phơi lên sẽ ăn được lâu hơn đấy nhá. Vâng. Bây giờ thì phơi cá đấy. Sử có biết là hôm nay ai mua cho không? Không biết ạ. Không biết à? Vâng. Anh nói cho thế là bà An Phạm mua cho đấy. Vâng. Cái số tiền mà hôm nọ thì còn dư ở chỗ anh nhé. Vâng. Là anh bảo là mua lấy tiền đấy để mua luôn cho em. Vâng. Đấy. Thịt thì ăn ăn cung mái rồi nhỉ? Vâng. Ui cái này phải hai cái mà. Đấy cá thì lấy về thì đủ để phơi như này luôn cô bác thì nó sẽ được hơn chứ không mà để ra thùng thì nó sẽ mùi rất là nhanh luôn đấy. Có thêm cái nữa không? Không có rồi. Hả? Không có rồi. Không có rồi à? Cái này cái đường. À. Cái đỏ này đấy đúng rồi. Này tí mình, này tí mình phơi ra ngoài nắng mà. Tạo chưa? À kia còn đây. Ôi, đen hay rồi. À, cái đấy được mà. Cái nó chỉ bị dính đen thôi. Nó chỉ bị dính đen thôi. Cái này chưa có phơi đúng không? Đúng rồi. Đây chưa phơi đúng không? Đây là cái bột sắn này. Chân ăn nặng này nhá, phải chỉnh chỗ. Nặng này muốn chỗ rồi. Mà chỉnh chỗ. Mấy hôm không gặp nhau rồi sửa nhà. Vâng. Hai hôm nay rồi đấy. Vâng. Không bây giờ bạn em mới sáng quá, tổng hợp ăn nó đầy bạn ấy. Các kiểu. Hai hôm nay không gặp sửa ấy nhỉ. Vâng. Ừ. Thế sửa thì biết lý do mấy hôm nay anh không lên không? Có ạ. Có à? Vâng. Mấy hôm nay thì hôm nọ anh bị cháu cắn ấy, cắn rồi sốt luôn đấy. Vâng. Đấy thì các em đi đâu thì cũng phải cẩn thận nhá. Vâng. Đấy rồi bây giờ thì lấy cá đi phơi, lấy ngoài ra ngoài phơi nắng nhá. Vâng. Lấy ra ngoài phơi nắng. Ở đây luôn chứ? Vâng. Đây đây. Rồi phơi nắng luôn. Rửa tay đó. Đấy rửa tay đi. Sử đang đi rửa tay một chút thôi các bác. Ô hôm nay chắc là Sử đội cái mũ này để đi hộ chú hay sao ấy.
Nhưng bây giờ thì cái nguồn nước của nhà các em ấy cô bác cũng gần cạn cạn đi rồi đấy. Đến mùa mà bắt đầu là nước cạn rồi. Bây giờ cần cái tách này rất là nhiều. Và rất là may thì cũng được là bà Vương Minh Thanh là gửi tiền tấn lực để mua cái tách này cho ba ông cháu này. Vừa nãy đeo đội cái mũ đi làm à? Vâng. Thế thì bây giờ ra đây ngồi một chút nha, để anh nói là bao nhiêu tiền á. Vâng. Hôm nay là anh mua hết cả bao nhiêu? Cái phần cái khoản này là hôm nọ bác An Phạm là có chia ra hai khoản đấy, thì để anh cầm cái khoản này thì hôm nay là anh dùng cái khoản đấy để mua hết cho em nhá. Vâng. Hôm nọ là còn dư là 1.315.000. Đấy, vâng. Thì anh cũng nói lên video rồi. Vâng. Đấy. Và hôm nay thì anh có mua là hai con gà, là tổng cả hai con là 7 cân là 85.000. Hôm nay thì gà lên giá, gà này thì là nó là gà khác chứ không phải là gà trước nữa. Vâng. Đấy là 595.000. Mua một thùng cá là 400.000. Mua một gói bánh trứng này để cho ông. Đấy, để cho ông thì là 60.000. Mua một cái gói nhà thì xà phòng thì cũng hết rồi đúng không? À còn một tí thôi đúng không? Còn đấy, một cái gói xà phòng này gói to luôn đấy. À. Là 60.000 nhá. Vâng. À. Cái gói mì chính này. Gói mì chính này gói to cũng là 60.000 này. Vâng. À. Mua một chai dầu ăn nữa. Đấy, dầu ăn thì anh nhìn thấy là còn một nửa thôi. Vâng. À. Đấy thì anh mua lên chai mới nhá. Vâng. À. Và mua là hai cái dây sứa nữa. Đây, sứa này thì bóc để cho ông uống đi. À, để cho ông ăn bánh nữa, bóc bánh cho ông. Vâng. Thằng này phải dê. Ừ. Dê mới tài lắm năng này ạ. Ừ. Thằng này phút cho đủ suốt ạ. Năng này thì chán ạ. Này sữa này thì anh mua lên cho ông. Thì các em cũng có thể là cùng ông uống nhá. Vâng. Cho ông ăn bánh trước rồi. Đấy, và tổng tất cả số tiền mà tôi được mua là hết là 1.296.000. Cả gà của bác nhá. Đấy. Cả gà là 1.296.000 thì còn dư là 19.000, thì tí cho chúng mình sẽ đưa cho em xử luôn. Đấy, còn đồ xà phòng với mì chính này thì dùng để sau lưng em nhé. Vâng. Đây cái này cũng thế này, đây để sau lưng này. Vâng. Đấy, bánh trứng thì còn nói thế này nè. Ừ, đấy. Đấy, và cái khoản này thì là bây giờ khoản là tháng 9 ấy, bà An Phạm gửi cho thì bây giờ chỗ anh thì là hết rồi nhá. Vâng. Đấy thì là còn dư 19.000 nhá. Vâng. Đấy 19.000 này thì một tí nữa anh sẽ đưa cho em luôn. Này này chín sữa rồi. Này cất sữa để cho ông. Đây em uống một lon đi, chắc là vừa đi làm về nóng đúng không? Vừa về đến nhà chuyển nước về đến nhà. Vâng. Đây. Đấy, uống cùng ông uống đi. Còn sử thì nhà thì bao giờ thì gạt được? Chắc là gà nhà chú xong thì gạt rồi. Nhà chú xong hết thì nhà em mới gạt đúng không? Vâng. Năm nay có lấy công được nhiều không? Không được ạ. Không được công à? Được hai công nữa. Được hai công nữa. Vâng. Thế mà bây giờ ba ông cháu tự gạt thì bao giờ mới xong? Chắc là lâu ạ. Lâu á? Vâng. Thế bây giờ gạt thì độ một ngày thì gạt hết tầm bao nhiêu người thì hết? Không biết ạ. Không biết đâu à? Vâng. Một ngày gạt. Em đã từng thuê người ta gạt bao giờ chưa? Chưa. Chưa từng đâu à? Vâng. Hay về cái khoản này thì cho Đức sẽ bảo với em sâu của bác ạ. À. Bây giờ thì đang điều chuẩn bị làm nhà của các em nữa thì nó sẽ cảm thấy là rất xử đi lấy công, nó sẽ cảm thấy là rất là bận rộn đấy cô bác, cho nên là cháu Lực được bà An Phạm là có bảo với cháu Lực là hỏi xem thuê người về gạt giúp cho ba ông cháu vụ này. Đấy, sử thì hôm nay đang đi lấy công, là đi hộ nhà chú luôn thôi. Vâng, đi hộ nhà chú lấy công ạ. Đi hộ đi lấy công à? Vâng. Đấy còn đấy, bây giờ thì trời cũng nắng được mấy hôm rồi. Đấy thì mấy hôm nay thì anh cũng đang bị ốm ấy, thì anh cũng chưa có lên được nhà các em nhiều. Vâng. Đấy, nếu mà cái chỗ kia nếu mà sửa thì là chỗ thôn của nhà em sửa đúng không? Đúng ạ. Đấy, anh cũng đã bảo bên xã rồi, nhưng mà
bên thôn người ta bảo với anh rằng là bây thời điểm này là bà con đang gặt. Vâng. Thì bà con không có sửa được. Vâng. Thế thì lấy vật liệu vào thì anh sẽ tính phương án khác thôi. Vâng. Đấy, còn cái này thì cất đi cho ông nhá. Đấy, cất cất cả hết cho ông đi nhá. Lấy dè đây, cái này rắn lắm, mình chỉ là dè không? Đấy. Bây giờ thì lại đi hội nhà chú luôn à? Vâng. Nhà chú thì gặt ở tận đâu? Gặt tận đường kia. Đường à, đường kia à? Vâng. Ờ. À, cháu Lực cũng xin được cảm ơn bà An Phạm rất là nhiều. À, trong thời gian qua thì bà đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều. Bà phải nói là bà rất là tin tưởng cháu Lực, gửi những cái đồng tiền của bà, gửi những cái tấm lòng vàng của bà, gửi những giọt mồ hôi của bà tới cho cháu Lực, để cho cháu Lực vừa gửi tiền mặt cho em Sử này và mua thêm rất là nhiều đồ thực phẩm cho ba ông cháu. Bà An Phạm thì phải nói là rất là quan tâm tới các em đấy. Như cái áo em đang mặc là cũng được bà An Phạm là gửi cho thôi đúng không? Vâng. Đấy, tại vì anh mở ra thì anh biết. Em gửi một lời cảm ơn tới bà nhé. Vâng. Quan cảm ơn bà An Phạm đã gửi tiền mua đồ cho ba ông cháu ạ. Quan chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc. Bây giờ thì em cũng lại đi hộ người ta luôn à? Vâng. Và rất là may cháu Lực vừa mới đến nhà của em Sử thì em ấy cũng chở lúa là đi về, là lấy xe của chú đi chở à? Vâng. Bây giờ thì đi cứng cáp hơn chưa? Đi giỏi chưa? Đi chưa rửa máy nữa. Chưa giỏi à? Chưa giỏi là lai được cái đựa, lai được gạo này đến tận nhà chú là đỉnh rồi đấy. Vâng. Đấy, lái lụa ở đấy. Đi vâng. Cẩn thận nhá. Vâng. Ở bên kia thì có trẻ con không? Có một đứa thôi ạ. Có một người thôi à? Vâng. Có tâm người ra hộ chú không? Có tầng 5-6 người thôi ạ. Ờ. Thì bây giờ thì chắc là cũng nói chuyện được với em Sử với lại ông một chút thôi cô bác ạ. Thì em Sử thì cũng đi ra hộ và chú thì đi lấy công mà cô bác. Đấy, thì đi về nhà lâu quá thì tí lại sợ là không có được cô bác ạ. Đấy. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng theo chân em Sử là đi sang bên kia một chút để xem là bà con, cái người vùng cao ở trên này gặt là dùng cái phương thức nào để gặt, dùng cái phương thức nào để lấy được những hạt thóc mà về đến nhà của bác nhá. Rồi đeo cái muối luôn à? Vâng. Muối này đi rất là tốt nhỉ. Vâng. Đấy, đi à, đi anh em riêng nào ấy? Đi nào kia à? Lấy xe vào chú à? Hiệp Sử đến đang đi lấy xe vào chú, cháu Lực sẽ lên đường này. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực ra đến chỗ đất của nhà ruộng này chú ấy, thì cháu Lực sẽ tiếp tục đi cho tất cả các bác cùng biết là bà con ở trên này cái phương thức của ta gặt là như thế nào các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác anh chị cùng đi theo cháu Lực cho. Nhà chú của em Sử đang gặt ở dưới kia này các bác này. Như trước kia thì cháu Lực cũng định là mua cái đất ở đây cho Sử này, nhưng mà các bác, các anh mà bán đất thật sự là bán rất là đắt và rất là dốc này các bác này. Đấy, bây giờ thì cháu Lực chỉ là đi qua và cháu Lực sẽ nói qua thôi, chứ cháu Lực sẽ không có nói sâu vào cái vấn đề này nữa các bác. Ở dưới kia thì có một chút lúa ở nhà ba ông cháu nữa cô bác ạ. Theo như cháu Lực biết đấy, bà con ở trên này thì đang là mùa gặt này cô bác này. Hầu như là họ làm hoàn toàn bằng thủ công hết thôi, chưa có máy móc gì cả. Đấy, làm mà rất là đơn sơ cô bác. Ôi, vừa rồi thì chắc là lấy cơm để ăn hay sao cô bác ạ. Đấy, nhà em Sử thì ở tít phía bên kia này cô bác này, gần cái chạm đá chòm đá mà to to kìa. Đi vào đường bên này sao, hãy đi vào xem là các cô là gạt là như thế nào cô bác. Ô, lúa của nhà em là đâu đến đâu hả? Hả, đến hết kia. Thế con đất của nhà Sử là chỗ nào, ruộng nhà Sử ấy? À, chỗ thửa ruộng kia à? À, hôm nay là ra đây gặt hết à? Đi xuống cái kia xem là các cô gặt như thế nào các bác.
Hôm nay thì có mấy người ra hộ đấy? Hả? 4-5 người thôi à? Ồ. Ở đây này, cô bác này, bạn nhỏ, hôm nay bạn nhỏ này không đi học à? Có à? Đi học vừa về à? Ồ, đi học vừa về là đi ra đây gặt luôn này cô bác này. Phải nói là các bạn nhỏ trên vùng cao thì hầu như làm những công việc nương giấy này, làm những công việc ruộng với lại nương giấy này làm từ rất là sớm cô bác. Bạn này thì năm nay chắc là đang học đến, năm nay được 8 tuổi này cô bác này. Đây, chú cho một chút bánh này này. Đây, nhỉ tay ăn bánh một chút đã. Đây bà. Này. Thế mất thang bên nào. Nào đấy, nó thang đấy. Nó thang đấy, đây. Này. Rồi, em xin rồi. Nào, bạn gái kia, năm nay thì được bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi à? Đã lấy chồng chưa? Chưa đâu à? Đây đây này. Đấy, ăn kẹo đã, rồi. Hãy đi sang bên kia là xem các cô đập thế nào. Nào nào thang xong là say nhờ. Này, anh cho này này. Đấy. Hôm nay bạn này là không đi học nữa nhờ. Năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh quên mất rồi. 15. Được 15 tuổi à? Cũng 15 à? Đã ngắm được anh nào chưa? Chưa à? Chưa ngắm được anh nào đâu. À, tại vì sao mà cháu Lực đi gặp các bạn, cháu Lực đều hỏi rằng là đã lấy vợ lấy chồng chưa các bác? Thì phải nói là các bạn ở trên này lấy vợ lấy chồng rất là sớm ấy. Thì cháu Lực mới hỏi cái điều này này. Hãy xử thì đang ở bên kia rồi các bác này. Tục học sư rồi nè. Cô có biết nói tiếng Kinh không? Không biết đâu. Không biết à? Thế cô vừa nói gì đây? Cái này là cái gì đây? Cái này á, thuốc à? Ừ. À, B12 này, vitamin B12 này. Đây đây. Ông ơi. Trẻ con bị làm sao đấy? Nó bị ông ơi. Đúng không à? Nó thang không? Xích nó thang. Mà. Quang sinh nè mà. Mà chưa biết nói đâu. Nhờ, đây. Chú cho này. Đây, mẹ cầm cho đi. Đây, cho luôn mẹ là 2 con nhá. Vâng. Đấy, cho xinh luôn mẹ. Nhá. Rồi. Đấy, các cô thì hầu như là lên trên nương giấy của bác đều là điệu con đi cả. Bởi vì ở nhà là không có ai trông cả. Sử à, ruộng nhà em thì ở đâu ấy Sử? Ruộng nhà em thì ở đâu ấy? Ờ? Đây đây à? Từ đâu đến đâu? Từ đâu đến đâu? Ruộng nhà em là từ đâu đến đâu? À, bát thửa to này à? À, đấy Sử thì ông nọ được bác ăn phạm là gửi cái mú này ra này có bác này. Bây giờ đội đi đập lúa này thì có vẻ rất là tốt. Lúa thì đập thế nào? Ồ, đập nhanh đấy đập à? Ôi, đây hoàn toàn làm bằng thủ công hết rồi các bác này. Các cô nọt thang một tí đi một tí. Từ làm là nói như nào Sử nhỉ? Hả? Từ làm là nói như nào nhỉ? Làm ấy. Oa. 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 Ê, các cô nọt thang cho một tí à. Oa say say này. Đây cô ơi. Chị ơi. Gọi bằng chị ấy bằng cô ấy. À chắc là không biết nghe tiếng Nung rồi cô bác ạ. Không biết nghe tiếng Kinh đâu. Đấy cô bổ hết xong cái bó rơm đó. Đây cô ơi, nhìn tay đi. Nó thang đi. Con nó thang. Không biết ăn thử á, không biết ăn kẹo á. Tí mang về cho con đi. Đấy. Nhưng mà nóng như thế này là kem. Ồ, nóng như kem á, thế thì nó không biết nhờ. Kem nhưng mà mua tan hết rồi. Đây cô ơi. Con nào mà. Nào đi. Nào tí mới oa xay xay à. Xay rồi đi nè. Đây là cái cách mà bà con đập bằng thủ công luôn cô bác nhá. Đấy. Cầm một bó về thì tí xong đập không có máy móc gì luôn cô bác ở đây. Từ lúc mà gạt đến đập này, nó hoàn toàn bằng thủ công hết cả. Bạn nhỏ kia. Ra đây. Chú cho kẹo đó. Đây anh một tí cầm về cho con nhá. Đấy. Đấy anh đang làm thì tranh thủ là anh ở đây thì cho đưa cho luôn. Sứ ơi ăn kẹo một tí không em? Đây làm 3 con đi. Đấy. Rồi. Này cô bác này, bạn nhỏ này năm nay được 12 tuổi này. Ra nghỉ học cái là về là hộ phụ bố mẹ là làm luôn này, đập rất là miệt mài này. Nào, này, chú cho kẹo này. Cái mồm bị làm sao đấy kia? Đâu. Đâu à? Đây. Rồi, rồi. Đấy, bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ khám phá một chút là về cái về xem là các anh đập như này. Lúc cầm một bó nhỏ nhỏ đúng không anh? Cầm bó nhỏ nhỏ đúng không? Cầm như này đúng không? Đấy.
Đó, bây giờ cứ thế mà đập xuống được cô bác này. Đập bao giờ mà nó lại rụng hết cái hạt thóc này đi. Ngay sửa thì có cái mũ chùm kia vào thì không phải đeo khẩu trang nữa cô bác. Đây, đập. Ăn đi anh. Đấy. Xong à, một tí để đây xong à, buộc lại à. Buộc lại thành như này anh. À, để phơi lên à. Thôi, bây giờ thì anh đang ăn thì cháu Lực sẽ hộ anh đập mà máy phát đi. Cho nó đập bao nhiêu lâu thì được một bao anh? Đây là đây là được 2 bao. Đây là 1 bao à? 2 bao. Đây, nhưng mà ăn được. Đây cô bác có thể nhìn thấy này, đây là những cái tấm tre này được bà con là đập lại, còn như cái thùng này này thì là được bà con là đục đéo lại để làm thành một cái lư này này cô bác. Ở trên vùng cao thì đây gọi là cái lư này cô bác này. Đấy, đây đây là một cây gỗ đúng không anh đây? Anh có biết đây là gỗ gì không anh? Không biết. Không biết à? Đấy, bạn nhỏ này cô bác này. Múa đâu ra cũng đội vào. Đấy, nghỉ học cái là về là phụ bố mẹ là làm ruộng, làm giếc này cô bác này. Đấy, đầy một cái này là được 2 bao đúng không anh? Đấy, đầy một cái là 2 bao. Anh thì vợ con thì chưa? Anh vợ con chưa? Có ạ. Anh lấy vợ từ năm bao nhiêu tuổi? 20. Năm 20 tuổi mới lấy vợ rồi à? À, thế cũng đấy nhá. Phải nói là đập cái này rất là bụi cô bác. Sử đang đập ở kia bên kia à, rất là hăng hái này cô bác này. Đấy. Ở đây thì các cô, nếu mà cô nào mà lớn tuổi đấy thì các cô đấy sẽ gặt, và những cái bạn nhỏ nào mà nhỏ tuổi hơn thì cũng sẽ gặt cô bác. Hãy lên xem các cô trên này là đập như thế nào này. Ồ, bên này thì có nước anh nhỉ? Chỗ này là có nguồn nước ra à? À, thế đập một lúc nhạ anh trên này xem nào. À, đây cái chỗ này là làm để cái chỗ mà che nắng cho em bé mà lấy cô mà điệu ấy. Đấy, các cô cũng rất là khỏe đấy nhờ. Các cô thì không biết nói tiếng Kinh cô bác ạ, nói tiếng Nùng cũng không biết nghe đâu, chỉ biết nói tiếng Mông thôi. Cái này thì có vẻ là nhỏ hơn này cô bác này. Đấy. Phụ các cô là đập một chút xem nào. Đấy. Đấy, ở đây là cái phương thức mà cháu đập trước nha. Đây là cái cách mà người đồng bào dân tộc Mông là thu hoạch được những cái hạt thóc này mang về nhà này cô bác này. Phải nói là rất là mệt nhọc luôn. Nhưng mà nếu mà ở dưới xuôi thì hầu như là các cô bác nhìn thấy hoàn toàn là làm bằng máy công nghiệp ấy thôi. Còn ở trên vùng cao thì hoàn toàn làm bằng thủ công cô bác. Nhưng mà những cái việc mà các cô làm thì cũng rất là đơn sơ này. Đấy, làm một lúc thì lấy cái vụn cái sợi mà sợi rơm cô bác thì lấy ra. Đấy, vò làm mà rất là tỉ mỉ này cô bác này. Và nói là bà con ở trên này làm được một cái ra một cái bao thóc, một cái hạt thóc như vậy thì rất là cực cô bác. Còn phải mua xi, mua phân đạm này để tuốt nữa. Chú thì vừa đi đâu về ấy? Đây, nói thang đi, nói thang một tí đi. Hôm nay là nhà chú gặt hết chưa? Chưa hết à? Mai một ngày nữa à? Mai một ngày nữa là hết rồi nhờ. Một ngày nữa là hết là hầu chứa là suốt ngày luôn nhờ. Lực vừa trêu là gặt hết thì suốt ngày uống rượu rồi đấy. Là hôm nào rảnh uống rượu được đấy. Đấy. Đập tiếp à cô? Đập tầm độ 3-4 phát thì nó sạch hết rồi cô bác này. Hầu như là không có cái hạt thóc nào mà dính ở đây luôn này. Đó. Đập thì trong lực đập thì có vẻ là cũng rất là sạch ấy. Đấy, ở trên kia thì anh trưởng bản còn đang đi lái thóc rồi cô bác này. Đấy. Anh trưởng bản này đi chở thóc với nhau á. Nhà của anh trưởng bản này đi cũng rất là khó các bác. Phải đi ra bên kia, đi sau đằng sau cái bụi tre kia thì mới đến nhà của anh mới được. Anh phải nói là đi chở thóc tiếp à anh.
đi rồi, chơi mò đi rồi. Trường bán chơi mò đi rồi chứ ạ. Trường bán chơi mò đi rồi. Đây, hôm nay thì cháu Lực cũng đã chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị là cũng biết là cái đồng bào ở trên vùng cao này, đồng bào dân tộc Mông, là người ta là để mà thu hoạch được một cái hạt thóc mà mang đi về nhà, làm những công đoạn nào, cái bước nào thì mới được những cái hạt thóc như vậy. Thanh niên này đập khỏe đấy nhờ. Đấy, bây giờ thì lại đến xử đập rồi đấy. Đấy, đập mà cái này mà đập mà cứ vung vung đập một ngày các bác, đến tối thì thế nào sáng ngày mai ngủ dậy cái bả vai này nó cũng đau hết cả luôn. Đấy, còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Làm như này có mệt không? Có ạ. Mệt đúng không? Vâng. Đấy, đổi mũi vào thì nó sẽ những cái hạt thóc này sẽ không có bay vào mắt nhá. Vâng. Đấy, bay vào mắt thì rất là khó chịu luôn. Vâng.